Trung Quốc bất ngờ giúp đội tuyển Việt Nam sáng cửa đi tiếp. Hai trận hòa liên tiếp của Trung Quốc giúp cho cơ hội qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam tăng cao. Trung Quốc rơi vào bảng đấu khá dễ tại ASEAN Cup 2024 khi đối đầu với chủ nhà Qatar, Liban và Tajikistan. Mặc dù vậy, đội tuyển xứ tỷ dân lại gây thất vọng khi liên tục bị hai đối thủ yếu hơn là Liban và Tajikistan cầm hòa với tỷ số 0-0. Chính vì thế, cơ hội đi tiếp của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng rất lớn nếu như ở vòng đấu cuối không thể tạo được bất ngờ. Qatar là đội đầu tiên giành vé đi tiếp ở vòng chung kết ASEAN Cup 2024 sau hai chiến thắng liên tiếp. Dù không còn nhiều động lực nhưng đội chủ nhà cũng sẽ đặt mục tiêu đánh bại Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng để đảm bảo vị trí đầu bảng khi tiến vào vòng 16 đội. Nếu như Qatar đánh bại Trung Quốc và trận đấu giữa Liban và Tajikistan kết thúc với bất kỳ tỷ số nào, đội xếp thứ ba ở bảng A sẽ tối đa chỉ có 2 điểm. Đây là tin rất vui với đội tuyển Việt Nam nếu như thầy trò huấn luyện viên Chu Cié đánh bại được Indonesia ở lượt trận thứ hai. Khi đó, rồng vàng sẽ xếp trên ít nhất một đội đứng thứ ba khác và có cơ hội cao để có thể giành vé đi tiếp. Ở vòng chung kết ASEAN Cup 2024, hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn phần sáu đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Việc trở thành một trong số bốn đội xếp thứ ba tốt nhất để đi tiếp là mục tiêu khả dĩ nhất với đội tuyển Việt Nam nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Có thể thấy, muốn cạnh tranh cho bốn vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất, đội tuyển Việt Nam cần phải có được ít nhất 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Chu Xie đã ấn tượng trước Nhật Bản nhưng không dễ để thắng được Indonesia khi đội tuyển xứ vạn đảo chơi đã chơi hay trước Iraq. Nếu như không giải quyết được Indonesia, khả năng vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam là rất thấp. Trong khi đó, nếu đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm và Nhật Bản thắng Iraq, Indonesia sẽ chính thức bị loại. Ở vòng chung kết ASEAN Cup 2024, khi các đội bằng điểm nhau sẽ xét kết quả đối đầu trực tiếp indonesia khi đó đã thua việt nam và iraq và có thẳng nhật bản vẫn sẽ bị loại